Kim Jong-un xem bắn rocket gần biên giới Nam Hàn tin từ Pyongyang. Hôm nay, các cơ quan thông tấn Bắc Hàn phổ biến hình ảnh Kim Jong-un quan sát một cuộc tập bắn rocket gần biên giới Nam Hàn. Hình ảnh của đài KRT cho thấy rocket được bắn từ các giàn phóng đặt trong vùng quy quân sự vài cây số. KRT không cho biết thời điểm và địa điểm, nhưng Nam Hàn cho biết cuộc tập bắn diễn ra ngày 14 tháng 7 cạnh con đường sắt đi đến Rặng Núi, được tuyên bố là khu du lịch và đã từng đón du khách từ Nam Hàn. Các cơ quan thông tấn Bắc Hàn nói rằng cuộc tập bắn gần biên giới diễn ra vì một chiếc hàng không mẫu hạm Hoa Kỳ đang ở Nam Hàn và Bắc Hàn đang đe dọa nghiêm trọng. Trong các tuần qua, Bắc Hàn đã nhiều lần bắn đạn pháo hay hỏa tiễn ra Biển Đông hay Biển Tây Triều Tiên. Trên nguyên tắc, Bắc Hàn và Nam Hàn vẫn còn ở trong tình trạng chiến tranh vì chỉ ký hiệp ước đình chiến chấm dứt chiến tranh từ năm 1950 đến năm 1953, hai bên chưa ký hiệp ước hòa bình.